Sáng ngày 29 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết thành phố đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm lượng vaccine, đơn giản hóa quy trình và đội hình để tiêm được cho nhiều người. Theo đó, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7, chiến dịch tiêm chủng đợt 5 vaccine phòng COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho khoảng 300.000 người, trong đó có 30.000 người trên 65 tuổi, 21.000 người thuộc nhóm ưu tiên, khoảng 243.000 thuộc các đối tượng khác trong cộng đồng. Riêng trong ngày 27 tháng 7 đã có khoảng 70.000 người dân được tiêm. Trước đó, trong cuộc họp báo chiều ngày 26 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức cho biết thành phố chính thức bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine đợt 5 từ 14 giờ ngày 22 tháng 7. Cho đến trưa ngày 25 tháng 7, toàn thành phố tiêm được hơn 170.000 liều trong 930.000 liều được phân bổ. Đến ngày 27 tháng 7, số liều tiêm đã tăng lên khoảng 300.000 liều. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc tiêm được 130.000 liều. Số vaccine còn lại là khoảng 600.000 liều, tiêm trong vòng 1 đến 2 tuần. Tính trung bình mỗi ngày, thành phố phải tiêm hơn 42.800 đến 85.700 liều. Với việc xác định phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thành phố đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tăng thêm lượng vaccine, dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine từ 18 giờ đến 6 giờ trên địa bàn phường, quận với số lượng người cụ thể, có quy định, nhận diện để người dân có thể ra đường đi tiêm sau 18 giờ.